Sát Lai Kỳ Đạo xin trân trọng kính chào quý vị và các anh em yêu cầu. Thưa quý vị, Trịnh Duy Đồng đã quay trở lại và đã có thông tin chính thức, và đầy đủ nhất về Trịnh Duy Đồng. Thì khi mà Nghĩa theo dõi cái thông tin của anh Trịnh Duy Đồng, bởi vì có rất là nhiều quý vị khán giả hỏi, thì có rất là nhiều những cái tin ở bên Trung Quốc và có những cái video clip nó troll. Ví dụ như cái đoạn video clip này. Thưa quý vị, thật ra thì cái đoạn video clip vừa rồi đấy là cái đoạn video clip đã được người ta quay dựng từ lâu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì gần đây ở bên Trung Quốc người ta bắt đầu lôi ra, người ta làm và người ta bắt đầu troll, người ta gọi là chế, rồi người ta tưởng tượng, rồi người ta tạo ra những cái câu chuyện này câu chuyện kia rất là thú vị, nói chung là rất là buồn cười. Thì thưa quý vị là và theo một cái thông tin á, thì khi mà Nghĩa đọc thì theo một cái thông tin của một cái bài báo thì như sau. Đã trong một cái bài báo gần đây thì cái bài báo nó nói khá nhiều, thì nó khởi đầu khi nhắc đến Trịnh Duy Đồng như sau. Đấy là dư luận đang xôn xao vì Trịnh Duy Đồng đang chơi cho Tứ Xuyên mà bỗng dưng anh ta biến mất và không để lại một dấu vết gì hết. Trong suốt cái giai đoạn thường quý tái vừa rồi, chỉ xuất hiện ở vòng số 9, giai đoạn 1, vòng số 9, sau đó thì mất tăm luôn. Trong khi từ vòng số 9 đến vòng 22 là một cái quãng đường rất là dài, đúng không ạ? Đấy, và trước cái sức ép của dư luận thì huấn luyện viên của đội Tứ Xuyên đã trả lời. Đấy, và đã có một số thông tin như là ông nói là có vẻ như là kỳ thủ của chúng tôi khá là mệt mỏi cho nên không sắp xếp thi đấu được. Và đây cũng là một điều rất là bình thường thôi, con người sức khỏe lúc này lúc khác, đúng không ạ? Đấy. Và trước cái thông tin như vậy thì dư luận người ta đồn là có thể là Trịnh Duy Đồng đang tìm cách dưỡng sức để cho các kỳ thủ của các đội đánh mệt đi. Đấy, xong rồi đến giai đoạn gọi là giai đoạn vòng loại mới bắt đầu ra sân. Và đây sẽ là lúc mà anh tả xung hữu đột và mang về cơ hội chiến thắng vô địch cho đội Tứ Xuyên của mình. Bên cạnh cái tin đồn như vậy thì người ta bắt đầu vì khán giả người ta quan tâm quá đông. Đấy, và người ta kéo đi, người ta tìm hiểu thì người ta tìm đến người anh họ của Trịnh Duy Đồng. Thì người anh họ của Trịnh Duy Đồng bảo là không, sức khỏe của Trịnh Duy Đồng rất là bình thường, rất là tốt. Chỉ là Trịnh Duy Đồng có việc riêng thôi. Thế thì đám đông bảo là ai mà chả có việc riêng, đúng không ạ? Và cái giải đấu thường quý tái nó rất là tuyệt vời chứ đâu phải là giải tầm thường mà tại sao lại vắng mặt và không thi đấu. Hãy trả lời chúng tôi. Đấy, và liên tục đưa ra những cái thông tin như vậy thì bắt đầu mới đưa ra là có một cái nguồn tin khác là nói là Trịnh Duy Đồng bận thi quá mà không sắp xếp được. Thì họ lại bắt đầu liên hệ luôn cả trường hiệu trưởng của trường Đại học Thanh Hoa. Trường bảo là không, chúng tôi một là nếu mà đã rớt là rớt luôn và sẽ tổ chức thi lại hoặc là sắp xếp một cách khoa học bài bản. Chúng tôi có cái kỷ luật cũng như là cái lộ trình riêng của chúng tôi. Đấy, chứ đâu thể nào tùy tiện được. Và cái kỳ thi của chúng tôi đã khép lại rồi, gần đây không có kỳ thi nào hết. Đấy, thế là người ta lại rộ lên và người ta lại đi tìm. Xong rồi người ta mới thắc mắc là tại sao Trịnh Duy Đồng không có đăng một cái tin gì trên social, trên mạng xã hội hết vậy. Đấy, và người ta lại liên hệ đến cái công ty cung cấp mạng xã hội đấy. Thì người ta bảo không, chúng tôi đâu có khóa tài khoản của Trịnh Duy Đồng. Tài khoản của anh ấy rất vẫn bình thường. Chúng tôi đâu có lý do gì để khóa tài khoản của anh ấy, đúng không ạ? Và thưa quý vị, sau rất là nhiều áp lực, nhiều cái trả lời như vậy, Cuối cùng xong thì huấn luyện viên của đội Tứ Xuyên đã trả lời một thông tin chính thức. Và Trịnh Duy Đồng đã xuất hiện chính thức. Trước đó thì xin mời quý vị xem lại cái đoạn clip troll vừa rồi, một cái đoạn là khá là hài hước nhé.我跟你说这一片没人能下雨我要不让我来试试谁你不要冲动他比你敢我就希望我没有没有真的没有胆我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 真的没有
Sáng nay thì Nghĩa có đăng tin là bên ban tổ chức họ đã phát thưởng cho kỳ thủ xuất sắc nhất là Phương Thiên Nhất, cùng với phát thưởng cho 6 đội đứng đầu ở giai đoạn thường quý tái. Thì ở trên bục khi mà lên nhận giải thì quý vị thấy đội Tứ Xuyên về vị trí số 6, thì Trịnh Duy Đồng cũng đã xuất hiện và anh ta đang đứng ở chính giữa. Thì đây là cái tấm hình mới cập nhật của ban tổ chức luôn. Đấy, và như bình luận viên vừa nói thì đội Quảng Đông, huấn luyện viên của đội Quảng Đông đã trả lời chính thức là vào ngày 19 tháng 2, tức là ngày mai. Ngày mai thì Trịnh Duy Đồng sẽ chính thức có ra mắt và xuất hiện, quay trở lại ở trong giai đoạn đánh loại trực tiếp, chúng ta còn gọi là giai đoạn hậu quy tái đấy. Và hôm nay thì Nghĩa cũng đã làm cái giai đoạn hậu quy tái rồi, thì để Nghĩa đưa cái giai đoạn hậu quy tái lên là chúng ta coi sơ qua, là chúng ta sẽ nắm và chúng ta sẽ hình dung được về cái cách thức thi đấu của họ là như sau. Đây, trên cái sơ đồ này thì cái giai đoạn hậu quy tái đánh như sau quý vị nhé. Như vậy là ngày hôm nay vào 1 giờ chiều ngày hôm nay, Gia Lai Thị Đạo sẽ phát trực tiếp ngày 23, ngày 18 tháng 2 là vòng 23, thì Thượng Hải sẽ gặp Thâm Quyến 2, Chiết Giang gặp Giang Tô. Đấy, và cặp này đấu xong thì sẽ có hai đội thắng. Hai đội thắng sẽ đi vào vòng 24 để gặp Kinh Ký và Tứ Xuyên. Kinh Ký có quyền chọn một trong hai đội thắng đó, còn đội còn lại mà không được chọn thì đội đó sẽ gặp Tứ Xuyên. Tương tự như vậy thì khi vòng 24 khép lại sẽ có hai đội thắng, thì hai đội thắng của vòng 24 đấy sẽ vào gặp đội Thâm Quyến 1 và đội Hạ Môn. Thì với cái lợi thế là lớn hơn, tức là với cái lợi thế xếp hạng tốt hơn, thì Thâm Quyến 1 được quyền chọn một trong hai đội thắng đó. Đội còn lại không được chọn sẽ đánh với Hạ Môn. Tiếp tục như vậy thì khi mà kết thúc vòng 25 lại có hai đội thắng nữa. Thì hai đội thắng này lại vào vòng 26 để gặp Hàng Châu và Hà Nam, tức là vòng bán kết. Đấy, và Hàng Châu lại được chọn đội, đấy, chọn một trong hai đội thắng của vòng 25. Đội còn lại của vòng 25 mà đội thắng lại thì sẽ đánh với Hà Nam. Và khi mà kết thúc vòng 26 xong thì sẽ tìm ra được hai đội thắng, thì hai đội thắng này sẽ đánh hai lượt, một lượt đi và một lượt về. Đó là vòng số 27. Như vậy vòng số 27 chính là trận chung kết gồm có lượt đi và lượt về. Rồi, như vậy là chúng đến đây thì chúng ta cũng đã nắm được thông tin sơ bộ của giải đấu, đầy đủ của giải đấu, đồng thời là chúng ta cũng nắm được thông tin của Trịnh Duy Đồng chi tiết rồi, đúng không ạ? Ngày 19 tháng 2 thì anh ấy sẽ xuất hiện, anh ấy sẽ quay trở lại với đội Tứ Xuyên, và sẽ như vậy là đang hứa hẹn là Tứ Xuyên sẽ có thể là gọi là lội ngược dòng và tạo ra những cái kết quả hết sức là bất ngờ cho chúng ta. Đấy, và mau chóng có thể là sẽ tiến vào chung kết để tranh trận chung kết chăng, chưa biết như thế nào. Nhưng rõ ràng Tứ Xuyên mà có Trịnh Duy Đồng quay trở lại thì chắc chắn đấy là một đội rất mạnh, thưa quý vị. Vâng, và giáp cấp liên tái kết thúc giai đoạn thường quy tái vào ngày 17 tháng 2. Kể từ ngày 18 tháng 2 trở đi thì lịch thi đấu đã được thay đổi qua một khung giờ mới, thưa quý vị, đó là 1 giờ chiều, 13 giờ chiều mỗi ngày. Đấy, và sẽ đánh mỗi một ngày như vậy là sẽ có hai cặp đội đánh. Đấy, tức là hai chúng ta hay gọi là hai trận đấy. Và hai cặp đội đánh cứ như thế dồn dồn giống như cái sơ đồ Nghĩa vừa chia sẻ đấy, và sẽ đánh đến chung kết, và giai cấp liên tái sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 2 năm nay. Sau khi kết thúc xong thì họ sẽ chuẩn bị khởi tranh mùa giải mới vào năm nay, đó là giai cấp liên tái năm 2023, bằng việc là phân tranh vòng loại. Sau khi vòng loại sẽ tìm được hai đội đi tiếp vào để góp với 10 đội đứng đầu của năm nay, và sẽ tạo thành 12 đội để đánh thường quy tái của năm 2023. Và cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ đánh giai đoạn 2, đánh giai đoạn tiếp theo của giai cấp liên tái, và sẽ khép lại giai cấp liên tái năm 2023. Rồi, bình luận viên Nguyễn Tiến Nghĩa của Sa La Kỳ Đạo xin cảm ơn quý vị và các anh em đã nghe cái phần chia sẻ vừa rồi. Xin chào, xin chúc tất cả quý vị và các anh em có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong các lần mà Sa La Kỳ Đạo phát trực tiếp cũng như là bình luận các trận đánh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị nhé.